Xin chào tất cả em học sinh lớp 9. Như vậy thì trong clip trước thầy đã hướng dẫn cho các em ở cái phần bài tập tới cái bài 69 của cái bài số 9 độ dài đường tròn và độ dài cung tròn đúng không nào? Thì về phần công thức thì chắc chắn chúng ta đã nắm và học thuộc lòng rồi, đúng chưa? Thì trong clip hôm nay thầy tiếp tục hướng dẫn cho các em ở phần bài tập. Như vậy thì ở đây nó có khá là nhiều bài các em. Như vậy thì nó từ bài 70 cho tới bài 76 ha. Thì trong thầy sẽ tiến hành quay bài 71, 72. Trong clip tiếp theo thầy sẽ quay 73, 74, 75, 76 ha. Ok. Chúng ta sẽ đi sang bài 70 nhé. Rồi. Cái đề bài như sau các em. Vẽ lại ba hình tạo bởi các cung tròn 52, 53, 54 nữa em. Tính chu vi mỗi hình có gạch chéo này. Phần gạch chéo thế nào. Đó. Như vậy thì ở đây người ta yêu cầu là tính chu vi của mỗi hình có gạch chéo. Thì các em để tính chu vi á, để tính chu vi mà ở đây là chu vi gì các em? Đường tròn đúng không nào? Đường tròn. Thì ở đây chúng ta có cái đường kính của cả ba cái hình này là bao nhiêu em? Đều là 4 cm ha. Đó, như vậy D ở đây các em trả lời vô là bài 70 này. Đường kính của đường tròn là bao nhiêu? D đây sẽ bằng là 4 cm, có đúng chưa nào? Đó, ok, thấy chưa nào? Như vậy thì cái chu vi hình tròn ở hình A, thấy nào? Chu vi hình tròn. Như vậy thì ở đây là vậy, cái chu vi hình tròn ở hình A các em, thì cái C này nó sẽ bằng là B nhân cho D. Thì bằng 3,14 nhân ở đây là 4 đúng không nào? Rồi chúng ta dùng máy tính chúng ta bấm nhé. Đây, thầy sẽ bấm qua đây cho em xem. 14 nhân cho 4 bằng, đây em, 12,56 ha. Rồi thầy mở lên đây, 12,56 cm, được chưa nào? Mà các em thấy cái hình B thì sao? Cái hình đây là 52 nha. Nghĩa là thầy đặt hình A. Còn các em thấy ở hình 53 là hình B đó. Đây hình 53 đi. 52 đi nha. Được chưa nào? Còn đối với hình 53 với 54 thì nó có bằng cái chu vi của hình 52 nha em. Có nha em. Cái chu vi của hình 52 thầy nói 53 và 54 cũng bằng gì? Do đứa này nó sập xuống khó viết này em. Rồi thầy để đây. Cũng bằng chu vi của cái hình 52. Hình 52. Các em hiểu nào? Vì sao? Vì cái đường kính, cái đường kính D của nó cũng bằng là 4 cm. Đây nghe. Đó. Kiểm tra cái đường kính này. 4 thôi chưa. Ok chưa. Rồi. Đó chính là bài 70 các em nhé. Rồi chúng ta đi sang bài 71. Rồi chúng ta có bài 71 các em nhé. Vẽ lại hình tạo bởi các cung tròn dưới đây với tâm lần lượt là B, C, D, A. Đây các em, B, C, D, A. Thế như nào? Theo đúng kích thước đã cho, cạnh hình vuông A, B, C, D chúng ta đây là 1 cm các em nhé. 1 cm. Nêu cách vẽ đường xoắn A, E, F, G, H. A, E, F, G, H. Cái đường xoắn này các em, thấy chưa nào? Giống như cái đường xoắn của con ốc bươu vàng nha. Đó. Người ta yêu cầu là tính độ dài đường xoắn đó. Thì tính độ dài đường xoắn thì nó bao gồm các cung này, AE này,
EF này, FG này, GH thì người ta sẽ tính được cái độ dài đường sáng này. Như vậy thì bây giờ người ta yêu cầu ban đầu á, là chúng ta sẽ tiến hành vẽ. Vẽ thì nhớ này, chúng thầy sẽ trình bày ở trên hình này trước này. Chúng ta sẽ tiến hành vẽ cho thầy cái hình vuông ABCD có độ dài cạnh chúng ta là 1 cm, là đầu tiên chúng ta vẽ cái hình này trước. Sau đó chúng ta sẽ vẽ cho thầy cái cung AE. Mà để vẽ được cái cung AE này thì chúng ta sẽ vẽ cái đường tròn, vẽ cái đường tròn tâm B. Nhưng mà ở đây các em chỉ vẽ 1 phần 4 thôi nha em nha. Vẽ đường tròn tâm B bán kính là 1 cm và chỉ vẽ 1 phần 4 thôi nha. Các em hiểu không nào? Vẽ đây này, nghĩa là cái bây giờ đường tròn của chúng ta chia làm 4 phần thì các em chỉ vẽ 1 phần 4 thôi, mà ở đây đường tròn là tâm B, bán kính ở đây là 1 cm này. 1 cm, các em hiểu chưa nào? Tiếp tục là khi đó nghĩa là chúng ta đã tạo được cái cung AE này. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tạo cái cung EF bằng cách chúng ta vẽ đường tròn tâm C. Vẽ đường tròn tâm C bán kính ở đây là 2 cm các em nhé. 2 cm nha, và cũng là 1 phần 4 thôi. Nghĩa là các em cũng vẽ 1 phần 4 thôi. Các em hiểu ý thầy nói là bên ví dụ như ở đường tròn ta là chia làm 4 phần này, ví dụ như này là 4 phần nhưng mà các em chỉ vẽ 1 phần 4 thôi này, đó. Tiếp tục, chúng ta vẽ đường tròn tâm D bán kính ở đây là 3 cm nhé, cũng vẽ là 1 phần 4 các em nhé. Thì khi đó các em sẽ tạo được cái cung FG. Tương tự như vậy, các em vẽ là cái cung đường tròn tâm A bán kính đây là 4 cm nha, cũng là vẽ 1 phần 4 thì nó tạo được cung GH. Thì khi đó cái đường xoắn AEFGH sẽ được tạo thành. Các em hiểu chưa nào? Còn khi mà muốn tính độ dài đường xoắn đó thì các em sẽ tính giùm thầy cái độ dài của cái đường tròn đó, nhưng mà các em sẽ nhân cho 1 phần 4. Ví dụ các em tính cái độ dài đường tròn tâm B đi, bán kính có rồi đúng không nào, thì các em sẽ lấy bán kính nó nhân cho 2 pi và đồng thời các em sẽ nhân cho 1 phần 4 thì nó sẽ ra được cái chu vi của cái gì của cái đường tròn tâm B có bán kính ở đây là 1 cm. Tương tự như vậy thì các em sẽ nhân 1 phần 4 lần lượt với bán kính 1 cm, 2 cm và 3 cm, 4 cm thì nó sẽ ra được cái đường xoắn này. Các em hiểu chưa nào? Đó rồi, các em sẽ nhìn giùm thầy ở hình này và thầy sẽ trình bày cho các em hiểu nhé. Nói thì có vẻ dễ nhưng mà quan trọng chúng ta làm mà em thì nó lại khó ha. Rồi, bước đầu tiên là bài 71 em. Chúng ta sẽ vẽ giùm thầy cái hình vuông. Cái nào chúng ta thực hiện trước thì chúng ta sẽ ghi trước nhé. Ta vẽ hình vuông ABCD ha. Có cạnh là bao nhiêu em? 1 cm. Em ta vẽ hình vuông này trước. Sau đó chúng ta sẽ vẽ cái đường tròn tâm gì đầu tiên em, tâm B này. Ở đây trên đây người ta cũng có ghi này, BCDA nha, theo thứ tự. Như vậy thì chúng ta sẽ vẽ, nhớ là 1 phần 4 thôi nha, vẽ 1 phần 4 đường tròn gì? Đường tròn tâm B nha em, đường tròn tâm B. Ngay trên đây, đường tròn tâm B trước. Và bán kính của chúng ta là bao nhiêu? Bán kính 1 cm. Thì ta được cung như em, được cung thì khi đó chúng ta sẽ được cung AE này, thấy chưa, chúng ta sẽ được cung AE. Tương tự như vậy thì chúng ta cũng tiếp tục vẽ cái đường mỹ 1 phần 4 đường tròn tâm C này thì chúng ta sẽ được cung gì, EF đúng chưa nào. Tiếp tục vẽ 1 phần 4 đường tròn tâm C. Bán kính ở đây có phải là 1 cm nữa không em? Đó chính là 2 cm. Thì ta được cung EF, được cung EF, được chưa? Tương tự như vậy thì ta cũng vẽ 1 phần 4 cái đường tròn tâm D. Bán kính ở đây có phải là 1, 2 nữa không em? Bán kính 3 cm thì ta được cung gì các em? Ta được cung gì đây? Đó chính là FG, có đúng không nào? Khi chúng ta hiểu rồi thì cái bài này rất là dễ em. Tiếp tục, chúng ta vẽ đường tròn tâm A bán kính ở đây là 4 cm thì chúng ta sẽ được cung GH, được chưa? Thầy đẩy lên vẽ 1 phần 4 đường tròn tâm A bán kính 4 cm thì ta được cung gì em?
GH đó, cái hiểu chưa? Như vậy thì chúng ta đã trình bày cách vẽ xong rồi đấy. Bây giờ chúng ta sẽ tính cái độ dài, tính độ dài, tính độ dài của đường xoắn ha, của đường xoắn các em ha. Thì cái độ dài đường xoắn này thì nó sẽ bằng là gì các em? Có phải là cái cung, cái độ dài của cái cung C của AE này cộng cho C của gì? AE EF không nào? Cộng cho C của gì? FG có đúng nào? Cộng cho C của GH. Đúng chưa? Mà ở đây thì bây giờ nếu như mà đường tròn ấy thì cái tính chu vi của nó thì bằng cái bán kính nhân cho 2π, nhưng mà ở đây cung thì chúng ta sẽ nhân cho 1 phần 4 nào, 1 phần 4 nhân 2π và nhân cho 1 cm này. Có đúng nào? Cộng ở đây là 1 phần 4 nhân cho 2π và nhân cho mấy, nhân cho 2 này. Cộng 1 phần 4 nhân 2π và nhân cho mấy, nhân cho 3 này. Cộng 1 phần 4 nhân 2π và nhân cho mấy, nhân cho 4, tại vì bán kính của nó lần lượt là 1 2 3 4 đúng không nào? 1 2 3 4 này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bằng, chúng ta đặt 1 phần 4 2π ra chung nha. Thì bên trong còn lại là 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 này. Có đúng nào? Như vậy thì chúng ta tính toán ở đây là 1 phần 4 nhân 2π. Ở trong đây tính bằng bao nhiêu em? 1 cộng 2 là 3, 3 cộng 3 là 6, đây là 10 này. Có đúng chưa nào? Như vậy thì 20, 2 nhân 10 là 20, chia cho 4 là bằng 5π. Đó, vậy độ dài đường xoắn AE gì nữa em, FGH hả? FGH là 5π, đơn vị đây là cm. Được chưa? Đây em, trình bày cách vẽ trước, các em nhìn tại trình bày cách vẽ trước nè. Sau đó tính độ dài đường xoắn nè. Ok, các em hiểu không nào? Ừ, rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sang bài 73 nhé. Rồi chúng ta đi sang bài 72. Bánh xe của một rồng rọc có chu vi là 540 mm. Hả nào? Chu vi ở đây là 540 mm. Dây cua ro, đây cái dây cua ro là cái dây mà nó lấy cái bao, lấy cái bánh xe em. Bao bánh xe theo cung AB có độ dài là 200 mm. Tính góc AOB, nghĩa là tính cái góc này nè các em. Nghĩa là chúng ta tính N đây các em. Nghĩa là ở đây chúng ta cần phải tính là tính N. N độ là bằng bao nhiêu độ, có đúng không nào? Như vậy đối với bài này á, những điều kiện người ta cho này, bánh xe một rồng rọc có chu vi là 540 mm, nghĩa là ở đây người ta cho người ta C là bằng 540 mm. Mà các em biết C thì bằng 2π nhân cho R, thì từ đây chúng ta suy ra ở đây là gì? R là bằng C chia cho 2π. Như vậy thì nó sẽ bằng 540 chia cho 2π ở đây. Như vậy thì nó sẽ bằng bao nhiêu em? 540, 540 chia cho 2 thì sẽ bằng là 270 mm này. Bán kính các em. Các em hiểu không nào? Ở đây người ta nói là dây cua ro bao bánh xe theo cung AB có độ dài là 200 mm, nghĩa là cái đoạn này. Cái đoạn này các em là nghĩa là L. L chúng ta là bằng 200, đơn vị vẫn là mm. À, mà ở đây chúng ta tính N độ. Như vậy thì nghĩa là chúng ta tính đi tính cái góc AOB ha. Như vậy thì chúng ta có công thức ở trong công thức L là bằng N này nhân R này, nhân cho N nhân cho B. Đó nào, nhân chia cho 180. Thì từ đây chúng ta suy ra có phải chúng ta tương đương với là 180 nhân L bằng N nhân R nhân B không nào? Từ đây chúng ta suy ra cái cá cần tính đó chính là N độ. Đó nào, thì sẽ bằng 180 nhân L chúng ta chia cho R nhân nhân B, thì xin lỗi ghi N.
Thì bằng thế vô là 180 nhân cho L của chúng ta là bằng 200. R của chúng ta là hồi nãy là 270 chia pi. Ở đây chúng ta nhân cho pi, như vậy pi pi đây hết này. Như vậy N này chỉ bằng 180 nhân cho 200. Pi pi đây triệt tiêu đàn em, như vậy nó sẽ còn là 270. Rồi chúng ta bấm ra. 180 nhân cho 200 sẽ bằng chia cho 270. Đây nha. Thì bằng gần bằng là 133 độ. Vậy cái góc AOB của chúng ta là bằng N độ và gần bằng ở đây là 133 độ. Được chưa? Đó. Ta có hiểu không nào? Rất dễ hiểu đúng không? Chẳng có gì khó khăn cả. Nói chung tóm lại đối với bài này mà các em chỉ cần chịu khó học thuộc lòng cái công thức C với L là coi như chúng ta sẽ làm ra. Bằng cách chúng ta chỉ cần biến đổi và nhìn nhận các cái số liệu người ta cho cái đó là cái gì. Ví dụ như là cho L hay là cho C hay cho R. Nào. Ok. Thì nếu tới đây thì nếu mà cảm thấy hay thì giúp thầy click quảng cáo, chia sẻ các bạn và nhớ đăng ký vào kênh của thầy nhé. Ok, xin chào và gặp lại các em trong clip tiếp theo ở cái bài 73 các em nhé.